vâng, Trần Thắng xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SPTN ngày hôm nay. Tiến sĩ Đinh Xuân Quân và Trần Thắng xin được trở lại với quý khán giả trong chương trình liên tình hình liên quan đến Ukraine. Và ngày hôm nay là ngày thứ 2, 11 tháng 12, 2023. Và xin chào Tiến sĩ Quân ạ. À. Trước hết xin chào quý khán thính giả của đài SPTN và xin chào anh Trần Thắng. Dạ vâng, kính thưa quý khán giả thì ngày hôm nay tính tới giờ phút này đó thì ông Tổng thống Zelensky của Ukraine đã đến Hoa Kỳ, đặt chân đến Hoa Kỳ. như chúng ta đã nhìn thấy cái video ông vừa mới đến thì ông đến à, là sau khi tham dự cái buổi lễ à, nhậm chức của tân tổng thống Argentina à, Á Cân Đình à, ở à, ông Miley à, và sau đó là được à, tổng thống à, Joe Biden mời và từ đó đi thẳng tới đây luôn, không có quay trở về Ukraine. Mục tiêu chính là để nói chuyện với lại lưỡng viện Quốc hội à, về cái việc mà viện trợ cho Ukraine trong những ngày sắp tới vì hiện tại cái ngân sách và cái số tiền ủng hộ cho Ukraine Cho Do Thái Đã bị quốc hội coi như ngâm tôm Để mà thương lượng về giải quyết vấn đề biên giới Thì tới tình hình này Thì Tiến sĩ nghĩ thế nào ạ Vâng Thì anh Thường Thắng trước hết anh Thường Thắng nói đúng Bị ngâm tôm là đúng Nhưng mà <laughs> ngâm tôm không phải là không có biện trợ Nhưng mà bây giờ chưa hết mình đi Nói sơ qua Tình hình chiến sự trước Xong rồi mình mới nói về vấn đề chính trị Dạ vâng Vâng cái quan trọng đó là vừa tuần qua là đánh nhau ở miền đông đó thì mình thấy như là quân đội nga cố gắng nghĩa là phản công đánh lại tại Avica. Yeah. nhưng mà theo ISW nghĩa là viện ISW tại Hoa Kỳ nói thì nghĩa là có đánh nhưng mà không có tiến được bao nhiêu yeah. tiến triển không bao nhiêu. nhưng mà khi nga đánh ở miền nam đó tại Zaporizhia đó thì tại gần cái sông Dnepr Ye đó thì là không có tiến triển mà trong khi nghĩa là quân đội Nga là bị đánh xiềng liềng thua xiềng liềng thì mình thấy là hai cái đó là cái chuyện quan trọng một bên đó là miền Đông thì Nga cố gắng đánh nhưng mà tại sao đánh họ cố gắng cũng cố, cố gắng phản công rất là nhiều tại miền Đông miền Nam tại vì sắp sửa có nghĩa là bầu cử tại Nga vào tháng 3. Yeah. Và khi bầu cử tại Nga thì họ cũng muốn cho tổng thống Putin nghĩa là có nghĩa là nghĩa là tin tốt, tin mừng, tin nghĩa là để khoe khoang. Yeah. Nhưng mà đó chỉ là một cái chuyện nghĩa là Nga hiện nay là nướng quần rất là nhiều. Đó yeah. là cái cái tôi phải dùng cái chữ nướng đó là tại vì rất là nhiều người thiệt hại rất là nhiều. Nhưng cái quan trọng ở đây đó không phải là vấn đề chiến tranh mà không mà chiến viện trợ để Ukraine có thể tiếp tục đánh nhau. Yeah. Trước hết mình thấy cái gì? Trước hết mình thấy là Âu Châu, tại Đức, Đức tiếp tục và bây giờ đã, đã lên hàng thứ hai người viện trợ cho Ukraine. Yeah. Đức là cái nước Âu Châu viện trợ nhiều nhất sau Hoa Kỳ. Yeah. Nhưng mà đừng quên đó, mới đây đó Thì nghĩa là Nhật cũng hứa Viện trợ cho 2024 là 4 tỷ rưỡi đô la Về vấn đề viện trợ Và thêm 1 tỷ đô la Về vấn đề tái xây dựng yeah. Do đó không phải là Ukraine không được thế giới ủng hộ Nhưng mà tại sao mà gặp lùng cổng Lùng củng là tại vì nội bộ Hoa Kỳ hiện giờ cũng như anh Tường Thắng nói viện trợ cho Ukraine là 61 tỷ viện trợ cho Israel là 14 tỷ và viện trợ cho Đài Loan vân vân đã bị Đảng Cộng Hòa ngâm tôn. Yeah. nhưng mà mới đây đó thì quý vị biết đó là thượng nghị sĩ Murphy và thượng nghị sĩ Lanford một bên là dân chủ mà bên Cộng Hòa đã liên tục nghĩa là bàn luận về vấn đề mà viện trợ tại vì cái gì nó làm cho uh, viện trợ cho israel và cho ukraine nó bị gặp khó khăn là tại vì vấn đề nhập cư yeah. thì phe cộng hòa muốn là phải dính vào vấn đề nhập cư phải nghĩa là thay đổi trong cái vấn đề nhập cư thì ở đây đó thì họ đang tiến triển mà tôi nghĩ là ngày mai đó là thứ ba đó thì là ông Zelensky sẽ gặp cả nghĩa là chủ tịch hạ viện chủ tịch thượng viện vân vân và để nghĩa là nói về vấn đề mà chiến tranh đừng có rớt vào cái bẫy của ông Putin nếu mà bây giờ quý vị cứ đánh nhau nội bộ thì quý vị sẽ không có viện trợ cho ukraine mà không viện trợ như ukraine là cuối tháng này là hết rồi yeah. do đó nó là một cái đòn bẩy thúc đẩy cho người mà đi xâm lăng nước khác tiếp tục làm cái việc đó yeah. đó là cái chuyện quan trọng nhất và đây tôi nghĩ là không phải là tự nhiên mà tổng thống biden đã mời ông zelensky qua đây mời ông Zelensky qua đây là, là trước hết là lẽ nhiên là nói chuyện với lại thượng viện hạ viện nói với cộng hòa vân vân và vân vân đây là một cái chuyện mà gọi là ở bên hoa kỳ người ta coi đây là bình thường nhưng mà cái chuyện này là lobby mình thấy như vậy là mình thấy là người ukraine họ rất là khôn ngoan không những chỉ lobby tổng thống không mà lobby cả thượng viện và hạ viện yeah. thì vì vậy mới có viện trợ được mà có viện trợ đó thì mới là cầm cự được với nga quý vị thấy người ta cứ nói cái này cái kia nhưng mà thật ra đó nga là số 2 trên thế giới mà hai năm rồi gần hai năm rồi mà chưa đánh vấn trục thùng không có không có tiến bộ được yeah. thì ở đây đó như vậy là nga là, 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 là vấn đề là xưởng lén rồi là yeah. thua rồi nhưng mà họ vẫn cầm 18% đất đai của ukraine do đó Ukraine vẫn nhất định là làm sao mà nghĩa là hồi phục lại cái phần Crimea và tất cả bốn cái vùng mà nga đã tạm chiếm đóng trong một thời gian. Vâng. Có hai cái câu hỏi thế này thưa tiến sĩ Đình Xuân Quân. Thứ nhất, khi mà đến Hoa Kỳ để mà vận động cho cái viện trợ này đó qua lời mời của tổng thống Joe Biden đó, thì một số các uh, nhà lập pháp của đảng cộng hòa họ nói rằng là cái vấn đề đặt ra ở đây đó là ông Zelensky tới ông kêu gọi người Mỹ giúp ông bảo vệ biên giới của Ukraine. Thế còn bên giới của chúng ta thì sao? Biên giới của Hoa Kỳ tham sao? À. Chẳng nhẽ không bảo vệ là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là ông Zelensky ông đi qua Á Cận đình Argentina để ông tham dự cái cuộc uh, nhậm chức của tân tổng thống Á Căn Định. Để tìm cái sự ủng hộ của các quốc gia ở mà người ta gọi là dùng cái vùng là global south đó ở phía Nam á. À, ở phía Nam. Châu Mỹ Latin Châu Mỹ á. Nhưng cái vấn đề chúng ta biết ở Argentina bây giờ lạm là phát 150%, trăm Một đồng xu cũng không có nữa. Ở ông tân tổng thống ông bảo là trong những ngày sắp tới đó là sẽ còn tệ lắm. Và. trước khi mà Argentina thoát khỏi tình trạng này đó là Argentina, còn những quốc gia khác ở vùng Nam bán cầu cũng cùng chung số phận đó. Và ông tới đó ông, ông kiếm được đồng nào? Không không phải cần, đâu có phải là ủng hộ là, là, là phải cần tiền. Một lá phiếu tại Liên hợp quốc cũng là rất là à, quan trọng. À. Đừng có quên anh anh từng thắng, đừng có quên và đây đó là một cái rất là hay. Vì vậy tôi nói là người Ukraine họ khôn họ đi nghĩa là khắp thế giới để được sự ủng hộ của thế giới tại vì họ là bị xâm lăng mà yeah. cái người đi xâm lăng là nga yeah. mà nga bây giờ đó nhờ ả rập đi mời qua thành ra mới được qua và cho thấy là họ không có bị cô lập à. không đúng thì vì vậy đó mình thấy mà sau hai năm nó gần hai năm trời đó thì nghĩa là cái sự ủng hộ của thế giới nó có phần nó có giảm sút thì lẽ dĩ nhiên là ông Zelensky phải đi chứ à. phải đi để lobby chứ mà lobby cái này không có phải là lúc nào cũng tiền tại vì mình phải nói đó là Argentina là nghe là nói là bần cố nông thì không đúng Nhưng mà <laughs> nợ nần quá nhiều Đâu. thì vì vậy đó thì ở đây nhưng mà họ có cái lá phiếu À. lá phiếu là quan trọng không phải chỉ có tiền mà không. Yeah, Lúc right. nào họ tới hoa kỳ là để có tiền. Rồi. Tiến sĩ nói mà rằng kia là... là để có sự ủng hộ chính trị. Tiến sĩ nói rằng là lá phiếu rất quan trọng ở Liên Hợp Quốc. và Nhưng mà dù bỏ phiếu cỡ nào đi chăng nữa thì cuối cùng một trong năm ông ngồi ở ở trên trên chót bu đó là gồm có ông nga nè, ông pháp nè, ông anh nè, ông trung cộng nè rồi à, ông Mỹ nè yeah. vẫn có thể dùng cái quyền phụ quyết để phủ quyết đúng. tất cả cái đó đúng không đúng dân chủ tập trung đúng đúng Ây. không 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 phải là dân chủ tập trung nhưng mà đây là đại diện cho năm cường quốc thắng để gì thế chiến đúng không đúng. và nhờ vậy đó mới có liên hợp quốc thì có liên hợp quốc thì có phần nào bớt đánh nhau nhưng mà không có phải là tất cả là xóa tất cả được à. đó thì ở đây đó quý vị biết đó Đối với vấn đề do Thái đó là rất là quan trọng. Tại vì không có Hoa Kỳ ủng hộ đó thì là do Thái bị cả thế giới hơn 100 nước mà trong trăm sáu mấy nước thì 100 nước đó chống lại cái vấn đề mà nó là bắt buộc do Thái phải ngưng ngưng bắn Đúng đó. Bắn. Thì bắt buộc ngưng bắn nhưng mà hôm cuối tuần vừa qua, hôm thứ sáu vừa qua thì Hoa Kỳ đã bỏ cái lá phối phủ quyết không chấp nhận ngân bắn. Như vậy không phải tập viên dân chủ tập trung thì nó là cái dân chủ gì đây? Vâng. vâng. xin, xin, vâng. xin, xin phép bạn à, Sau tui, đó tui, rồi mình, tui, mới, nói tui, chuyện Trước khi tiến sĩ nói chuyện Thì Tình Thắng sẽ mời quân gia theo dõi phần thông tin Thương mại của đài truyền hình SPT Chúng tôi sẽ trở lại trong dễ lan Dạ vâng, vừa rồi là phần thông tin thương mại đại trường này sp Sau xin được trở lại câu hỏi mà trước phần thông tin thương mại dân chủ tập trung tại Liên Hợp Quốc có khác gì dân chủ tập trung tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa nhân dân Trung Quốc Việt Nam à, Trung Các Quốc hay không chứ, Ê, cũng giống hạn, như nhau hạn, hả khác hẳn không 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 nói thế không được tôi phải xin phép để để phân tích cho quý khán giả hiểu rõ hơn Dạ. Yeah. Trước hết, đó, tại sao phủ quyết tất cả 100 nước, Tổng thống kiếm Liên Hợp Quốc và 100 nước yêu cầu ngừng bắn, ngừng bắn để cho vấn đề viện trợ, cứu trợ cho dân Palestine? Nhưng mà tại sao Hoa Kỳ phản đối? Hoa Kỳ nghĩa là phủ quyết. Nếu mà đang đánh nhau mà tự nhiên phủ quyết đứng lại đó, thì có phải là có lợi cho người cho người hamas không là cho cái nhóm khủng bố hamas giết người xong rồi có thể là cái là không chịu trách nhiệm đúng không? nhưng mà ở đây đó mình phải hiểu là thế này tại sao chiến tranh palestine chiến tranh palestine chiến tranh hamas và do thái nó gây quá nhiều tranh cãi không những tại thế giới mà tại hoa kỳ nữa nhất là tại các đại học tại vì thường thường đó mình phải hiểu đó ở bên Việt Nam đó tôi chỉ dùng một cái ví dụ thế này để cho quý khán thính giả mình Việt Nam dễ hiểu yeah. tại Việt Nam đó thường thường người ta nói đó yêu tổ quốc Việt Nam là yêu Đảng Cộng sản yêu nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam không, tức nhưng nhưng là yêu, đó. yêu nước à. vâng nhưng mà không phải nói như vậy đã là lầm to yêu việt nam không phải là yêu đảng cộng sản việt nam hai cái nó khác hẳn yeah. thì ở đây đó tại israel cũng vậy người ta tại sao có tranh cãi rất là nhiều nhất là tại các đại học các đại học người ta nói là ủng hộ israel có một nước riêng biệt khác hẳn với một nước israel xâm chiếm người khác nghĩa là uh, mình phải nói là một kiểu thực dân khác Israel đã chiếm Cisjordania đã chiếm uh, giải Gaza và trong 10 năm qua đó. West Bank đó. Giải Gaza là uh, ah. West Bank là là Cisjordani là là, là ah, West okay. Bank đó. Yeah, yeah. Thì tại sao có chuyện này trong 10 năm qua muốn tránh cái việc mà công nhận một cái là nước thứ hai hai nhà nước, hai, hai nhà, nhà nước, nước sống yeah. chung hòa bình đó thì thủ tướng Netanyahu đã dùng cách chia rẽ giữa bên phía West Bank đó là Israelani là chính quyền PLO đó và chính quyền tại Gaza. Yeah. Mà không những vậy đó họ chia rẽ mà họ còn nuôi Hamas. Thì bây giờ đó cái vụ mà gọi là Qatar mỗi tháng mang nghĩa là ba triệu đô la tiền mặt cho Hamas là được sự ủng hộ của là, là ông Netanyahu. Tại sao? Vì ông ta dùng cái chính sách chia rẽ giữa chính quyền PLO tại Israelani là West, uh, West Bank đó và Gaza giải Gaza và làm cái đó đó thì ông ta đã làm một cái chuyện sai lầm là nuôi tay nuôi ông tay tay áo, đấy áo. Đấy. trong tay áo mình. thì vì vậy đó mình thấy là ở ngoài thì nói như vậy nhưng mà ở trong thì mình thấy là chính ra cái chính sách này chính sách mà tại sao Hamas đánh đó là có phần trách nhiệm rất là rõ ràng của ông thủ tướng Netanyahu vì vậy khi mà hoa kỳ nói đó hoa kỳ nói chúng tôi muốn ông có quyền tự vệ nhưng mà tương lai của giải gaza ra sao nghĩa là phải đi tới cái giải pháp hai nước gọi là sống chung, sống hòa, chung hòa bình với à. nhau thì ở đây đó hoa kỳ nói như vậy nhưng mà không có cách nghĩa rõ ràng cho thế giới hiểu tại sao họ đã phủ quyết cái vấn đề mà ngưng bắn tại vì ngưng bắn thì mới tiếp tế được chứ nhưng mà tiếp tế không đó thì là cái là nhóm hamas nhóm khủng bố hamas lại có lợi do đó ở đây đó nó đây là một cái vấn đề chính trị rất là khó Tại vì mình rất là dễ hiểu có thể ủng hộ quyền nghĩa là tự vệ của người do Thái và quyền ủng hộ chính phủ Hoa Kỳ ủng hộ quyền tự vệ của của chính phủ Do Thái nhưng mà Hoa Kỳ cũng không có thể ủng hộ cái quyền mà gọi là nói là không phải là quyền nhưng mà cái cách làm của Do Thái nghĩa là rất là thực dân chiếm đất của người khác dần dần lấy đất của người Palestine và ở đây đó ông thủ tướng Netanyahu này có trách nhiệm rất lớn lại vì tất cả những cái cuộc đi đêm của ông ta với Hamas đó, mà nó đi tới cái chuyện mà Hamas phản công lại lại đó thì là rõ ràng ông ta trách nhiệm trách nhiệm cái chính sách đấy chia giá giữa người chính phủ của PLO ở bên sông Cisjordani là West Bank đó và của giải Gaza nhưng mà, cái mà chính là... ông ta giúp Hamas đi tới cái chỗ mà nắm 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 quyền tại Gaza. cái câu hỏi đặt ra là tại sao khi mà một phản đối hoặc là chỉ trích phê bình chính phủ uh, do Thái thì bị quy chụp đánh đồng vô trong cái gọi là uh, đi theo chủ nghĩa bài do Thái là sao? Vì vậy tôi mới nói là tôi mới lấy cái ví dụ ở Việt Nam đó thường thường người ta cứ nói yêu nước là yêu đảng cộng nghĩa yêu xã hội chủ nghĩa thì ở đây đó <laughs> thì là yêu Israel đó là phải yêu cả cái chính sách mà gọi là, là gọi là thực dân của của Israel Israel là một nước thì họ có quyền có một cái nước riêng biệt nhưng mà cũng không có quyền mình cũng không có thể ủng hộ cùng lúc ủng hộ cái quyền mà gọi là người do thái và thực dân được hai cái nó phải khác nhau cũng như vì vậy đó trước khi nói chuyện tôi mới nói là yêu Việt Nam không phải là yêu xã hội chủ nghĩa không hai cái nó khác hẳn và thường thường đó Đảng Cộng sản Việt Nam hay đánh đồng cái đó thì ở đây tại Israel họ cũng nói họ đánh đồng ủng hộ Israel và chống lại cái quyền mà gọi là thực dân của họ thì đó hai cái nó khác nhau thì ở đây đó tôi muốn cho khán khán thính giả mà ở đây đó. vì vậy tại sao đó người ta cứ cãi nhau tại đại học đại học thì nghĩa là lễ duy nhân rồi. mình cũng là giáo sư thì mình hiểu ngay là tại sao đại học là cái nơi họ suy nghĩ và trí thức rất là nhiều và khi có trí thức thì họ tách ra ủng hộ israel và ủng hộ zionist zionist là cái quyền tăng gia của israel của nghĩa là của chính phủ israel thì đây đó yêu việt nam hay ghét việt nam không phải dính vào đảng cộng sản đâu không phải là dính vào xã hội chủ nghĩa tại thì tại israel cũng vậy yêu ủng hộ israel không phải là ủng hộ chính sách thực dân lấy đất lấn đất lấn đất của người do thái thì ở đây đó tôi muốn cho quý khán thính giả việt nam rõ ràng trong cái việc này bình ủng vẫn ủng hộ Israel quyền tự vệ của họ cũng như nếu mà không ủng hộ quyền tự vệ thì mai mốt Trung Quốc họ tới họ đánh mình thì sao đó thì mình phải ủng thì mà ngày mai ông Tập Cận Bình sẽ đến Việt Nam thì đó mình đã đánh giá thế nào thì đó thì nó là giống như vậy có thể đi chơi được với lại ông Tập Cận Bình là một nước nhưng mà phải bằng nhau anh có một bình cái... đẳng đó không đó bình đẳng anh có một lá phiếu thì tôi Việt Nam nước nhỏ thật nhưng mà cũng có một lá phiếu nhưng mà đừng có dính Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc, đừng có dính Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam. Hai cái nó khác nhau. Ủng hộ Việt Nam chưa chắc đã phải ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó, hai cái nó phải khác nhau. Thì ở đây đó cũng vậy. Bao giờ cũng vậy hết. Nhiều người đó cứ hiểu lầm yêu việt nam ủng hộ việt nam là ủng hộ đảng cộng sản việt nam không phải đâu tại vì đảng cộng sản việt nam làm nhiều cái chuyện tào lao bậy bạ hối lộ tràn gian tràn gian bằng giả hối lộ đủ thứ thì làm sao ủng hộ được nhưng mà nếu mà trung quốc đánh việt nam mình phải ủng hộ việt nam chứ nhưng mà ủng hộ việt nam đâu có phải là ủng hộ đảng cộng sản việt nam đâu hai cái nó phải đi khác với nhau thì israel cũng vậy chúng ta ủng hộ cái quyền tự vệ của Israel nhưng mà không phải như vậy là chúng ta ủng hộ chính sách thực dân của Israel chiếm đất của người khác đó thì hai cái nó khác nhau cái câu nói mà ở lúc nãy tiến sĩ vừa mới trình bày đó vâng. thì ông ông lê hồng hà trước đó là ông đại tá hay gì đó phía bên công an cộng sản việt nam bây giờ ông qua đời rồi ổng cùng với ông Hoàng Minh Chính có một thời gian gọi là làm cái gọi là phát động cái phong trào gọi là dân chủ đó à, dân chủ đó thì ông nói thế này cộng đồng hải ngoại đã sai lầm khi chĩa mũi dùa vào đảng cộng sản Việt Nam cái quan trọng nhất á là phải đẩy cái mũi dùi đó qua chống Trung cộng. Lúc đó là có cái vụ có cuộc biểu tình Trung vâng. uh, chống Trung quốc vâng. đó, về cái vụ mà Lấn đất rồi mướn lãnh thổ này nọ vâng. đó. Thì ông bảo rằng là cái mũi dùi đó cộng đồng hải ngoại đã sai lầm khi chỉ mua dùi vào đảng cộng sản Việt Nam. Cái mũi dùi đó phải chỉ vào anh Trung cộng mới đúng. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là bây giờ nếu mà Trung cộng mà nó đánh Việt Nam, chẳng nhẽ chúng ta đi ủng hộ đảng cộng sản Việt Nam? Thì đó Hai cái vậy khác nhau à? Đúng, vì vậy đó, vì vậy đó người ta cũng vẫn hiểu lầm là yêu tổ quốc việt nam là yêu xã hội chủ nghĩa đâu có phải đâu có tại vì xã hội chủ nghĩa mới có mấy chục năm thôi mấy chục năm việt nam đã có hàng ngàn năm rồi chứ không phải là như vậy và chúng ta phải thấy rõ ràng cái lập trường chúng ta là phải ủng hộ việt nam chứ không phải ủng hộ một cái chế độ à, nói vậy, người ta dễ hiểu lầm lắm và ủng hộ việt nam hay ủng hộ đảng cộng sản không không việt nam. thì tôi nói vì vậy đó chúng ta phải ủng hộ Việt Nam nhưng mà về cái cái vấn đề là chính trị đó chưa chắc đã phải ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam, hai cái nó nó khác hẳn. Có nghĩa là bây giờ ngày mai Trung Cộng đánh xuống Việt Nam thì chúng ta sẽ ủng hộ vấn đề Việt Nam tự tự vệ, và... không tự. Từ... Không, 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 không. Nhưng không, mà không, không phải không, 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 không. để cộng mình mình cho anh Trung Cộng nó... nó dẹp luôn anh anh Cộng sản Việt Nam đi rồi chúng ta sẽ giải quyết anh cộng anh trung cộng sống không phải đúng không nói, nói nói thế chưa khác chứ còn bây giờ đó nếu không nó lại một lần nữa lập lờ hai dư hai ngọn cờ, ngọn cờ dân tộc không, sao? không, không, thể không, lúc không, đó không. nó sẽ đưa ngọn cờ dân tộc lên bảo à chúng ta chống ngoại xâm không 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 phải như vậy vì vậy đó đảng cộng sản việt nam sẽ dùng cái đó nó sẽ để, dùng cái đó không, không để mà lừa dân đó. tộc một lần nữa nhưng mà bao giờ cũng vậy cũng như tại israel tôi nói tại sao nó đi tới cái đó là tại chính sách của ông netanyahu chiếm đất mà muốn chia rẽ giữa giải gaza và PLO, chính phủ ở bên west bank thì ở đây cũng vậy chính là chính sách của việt nam tại sao cứ phải đi theo đàn anh à. anh tường thắng đừng quên là khi chiến chiến miền nam xong là nó chúng tôi đã đánh cho anh em trung quốc và anh em liên xô chúng tôi đã đánh miền nam dùng cho liên xô và dùng cho trung quốc không có được hai cái nó khác nhau vâng có lẽ mình phải có một thời gian nhiều hơn để mà giải quyết để mà bàn luận vấn đề này vào ngày thứ năm một lần nữa thì nó xin cảm ơn quý giải quá và xin cảm ơn tiến sĩ đinh xuân quân vâng xin hẹn lại vào thứ năm tuần tới